Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý. Chuyên gia nhận định đậu mùa khỉ có thể đã xâm nhập Việt Nam. Bộ Y tế họp khẩn cấp bất thường ngay trong ngày Chủ nhật vừa qua để có biện pháp ngăn chặn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiên quyết không tiêm vaccine COVID-19 của phương Tây, đồng thời khẳng định vaccine nước này không gây bệnh bạch hầu và ung thư. Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh ở bệnh nhân COVID-19 rất cao. Nghiên cứu mới, COVID-19 làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson, rối loạn mạch máu não. Sau đây là nội dung đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh ở bệnh nhân COVID-19 rất cao. Tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh ở bệnh nhân COVID-19 rất cao và là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số ca không qua khỏi ở bệnh nhân COVID-19. Theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175, từ đợt dịch thứ tư đến nay, Trung tâm điều trị COVID-19 của bệnh viện đã tiếp nhận hơn 6.500 bệnh nhân COVID-19 nặng và vừa. Đáng chú ý, qua nghiên cứu, kết quả cho thấy tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bệnh nhân COVID-19 cấy dương tính với vi khuẩn, vi nấm kháng kháng sinh lên tới 34,7%. Trong đó, một loại vi khuẩn có thể kháng tới 4 loại kháng sinh phổ thông, thường được dùng để điều trị nhiễm trùng nặng và đa đề kháng. Ngoài ra, đại đa số các mẫu phân lập trên bệnh nhân COVID-19 trong thời gian điều trị có tỷ lệ kháng thuốc khá cao. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiên quyết không tiêm vaccine COVID-19 của phương Tây, đồng thời khẳng định vaccine nước này không gây bệnh bạch hầu và ung thư. Thưa quý vị, Trung Quốc thông báo các lãnh đạo nước này kiên quyết nói không với vaccine của phương Tây. Ông Tăng Ích Tân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới đây cho biết, toàn bộ lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, đều đã được tiêm vaccine COVID-19 được sản xuất nội địa. Vaccine của Trung Quốc không thua kém gì vaccine do Mỹ hay là châu Âu sản xuất, nước này cho biết như vậy. Ông không nêu rõ các lãnh đạo được tiêm vaccine vào thời điểm nào hoặc đã tiêm bao nhiêu mũi. Bình luận của ông được đưa ra khoảng 2 năm sau khi Trung Quốc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Thông báo của quan chức nước này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực tăng tỷ lệ tiêm chủng cho người cao tuổi. Chiến dịch tiêm chủng cho người cao tuổi ở nước này diễn ra chậm chạp do xuất hiện nhiều tin đồn về tác dụng phụ của vaccine nội địa được lan truyền trên mạng xã hội. Bộ Y tế Trung Quốc khẳng định vaccine COVID-19 không gây ra bệnh bạch hầu hay là tiểu đường, cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển di truyền hay là gây di căn khối u. Đó là những thông tin sai lệch vô trách nhiệm trên Internet. Các loại vaccine nội địa của Trung Quốc được sử dụng nhiều nhất do Sinovac và Sinopharm sản xuất. Nước này vẫn chưa phê duyệt các vaccine COVID-19 do nước ngoài sản xuất. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý. Chuyên gia nhận định đậu mùa khỉ có thể đã xâm nhập Việt Nam. Bộ Y tế họp khẩn cấp bất thường ngay trong ngày Chủ nhật vừa qua để có biện pháp ngăn chặn. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong bản tin ngày hôm qua, vào ngày 23 tháng 7, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu khi đã lây ra 75 quốc gia với hơn 16.000 ca bệnh. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO. Một ngày sau khi căn bệnh được coi là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, ngay hôm qua, dù là Chủ nhật, ngày 24 tháng 7, Bộ Y tế đã họp khẩn cấp cùng các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam để ứng phó với đậu mùa khỉ. Bác sĩ Đỗ Hồng Hiên, chuyên gia dịch tễ, Tổ chức WHO tại Việt Nam cho biết, Việt Nam chưa có báo cáo ca bệnh nhưng chỉ là vấn đề thời gian, cũng có thể đã có sự lây truyền trong cộng đồng. Chúng ta cần có các biện pháp ứng phó sàng lọc, ngăn chặn không gây lây nhiễm và bảo vệ nhân viên y tế, những người có nguy cơ cao. Đại diện WHO tại Việt Nam cũng thông tin, bệnh đậu mùa khỉ thường khỏi sau vài tuần, tuy nhiên đáng lo nhất là biến chứng mà bệnh để lại. Biến chứng đậu mùa khỉ phần lớn từ các nốt phát ban, nếu để nhiễm trùng có thể dẫn đến hoại tử, ảnh hưởng đến phổi, nhiễm trùng máu, mất nước, viêm não. Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ, song có nguy cơ cao bệnh xâm nhập. Lý do là những quốc gia lân cận như là Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Campuchia đã ghi nhận các ca đậu mùa khỉ. Trong khi đó, nước ta đã bỏ tờ khai y tế dành cho người nhập cảnh từ tháng 4. Hành khách từ những nước này vào Việt Nam thuận lợi hơn trước. Trước nguy cơ đậu mùa khỉ có thể xâm nhập và lây lan, Cục Y tế Dự phòng cho rằng hoạt động trọng tâm trong thời gian tới là giám sát người đến từ các nước có dịch, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, tại cơ sở khám chữa bệnh và dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn virus bùng phát. Về xét nghiệm chẩn đoán, giáo sư Đặng Đức Anh,
Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đang phối hợp với các viện đề nghị WHO, CDC Mỹ hỗ trợ sinh phẩm cũng như là quy trình xét nghiệm. Hiện Việt Nam chưa có các sinh phẩm này. Ông Đức Anh chia sẻ, bộ kit hoàn chỉnh hiện nay rất ít. Giả sử nếu có cung cấp tại Việt Nam, chúng ta phải có giấy phép từ Bộ Y tế mới được sử dụng. Về năng lực xét nghiệm, chúng ta phải đợi nhận bộ mồi của WHO cung cấp. Về vaccine, giáo sư Đức Anh cho biết, thế giới hiện chỉ có hai loại vaccine được Mỹ cấp phép sử dụng, đều là vaccine virus sống. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo không tiêm đại trà vaccine này, chỉ dùng cho nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, Việt Nam không dự trữ loại vaccine này, do đó các chuyên gia đề nghị WHO hỗ trợ. Về phương thức lây truyền căn bệnh, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định, đậu mùa khỉ khó lây, chỉ lây qua tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn lớn, không lây qua không khí như là nCoV. Bà Hương cũng đề nghị nhanh chóng hoàn thiện quy trình xét nghiệm chẩn đoán đậu mùa khỉ vì không có hướng dẫn, không thể chẩn đoán ca mắc, chậm nhất là trong tuần tới hoàn thành. Các đơn vị nghiên cứu phân loại bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm A hay là nhóm B, xem xét cấp phép khẩn cấp thuốc kháng virus nếu có. Trước mắt, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau đây. Thứ nhất, duy trì đeo khẩu trang khử khuẩn. Thứ hai, người có triệu chứng sốt, nhức đầu, nổi hạch lưng, đau cơ, suy nhược cơ thể, phát ban trên da, chủ động cách ly và đi khám bệnh. Và thứ ba, người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tự theo dõi sức khỏe khi về nước. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Nghiên cứu mới, COVID-19 làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson, rối loạn mạch máu não. Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế dẫn thông tin nghiên cứu mới từ Học viện Thần kinh châu Âu cho thấy, COVID-19 có thể tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson, cũng như là bệnh rối loạn mạch máu não. Alzheimer là bệnh gây ra tình trạng mất trí nhớ, mất các chức năng nhận thức. Còn Parkinson là một bệnh thoái hóa mạn tính, khiến bệnh nhân run rẩy, chậm chạp, cứng và bất ổn tư thế. Cụ thể, nghiên cứu được tiến hành tại Đan Mạch bao gồm 43.262 người có xét nghiệm COVID-19 dương tính. Họ đã xem xét hai bệnh thoái hóa thần kinh là Alzheimer và Parkinson. Kết quả sau 12 tháng, nguy cơ tương đối với bệnh Alzheimer là 3,4 lần ở nhóm COVID-19 dương tính so với nhóm âm tính. Tương tự với bệnh Parkinson, nguy cơ chẩn đoán trong vòng 12 tháng đầu tăng gấp 2,2 lần ở người dương tính với COVID-19 so với người âm tính. Bên cạnh đó, đối với rối loạn mạch máu não, nghiên cứu cho thấy tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ tăng 2,87 lần ở đối tượng dương tính với COVID-19 so với âm tính sau 12 tháng. Các chuyên gia cho biết, phản ứng viêm tương đối mạnh liên quan đến COVID-19 có thể tạo ra trạng thái tăng đông máu, nguy cơ đột quỵ. Người dương tính với COVID-19 có nguy cơ cao bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Ngoài ra, quá trình oxy hóa màng ngoài cơ thể và thở máy, những biện pháp được sử dụng thường xuyên hơn ở bệnh nhân COVID-19 nặng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trong não. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.